tình yêu. Tôi xin chỉ cho anh em con đường trỗi vượt hơn cả. Giả như tôi nói được các thứ tiếng của thiên thần và loài người, mà tôi không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèn phèn, chủm chọe xoan xoạn. Khi một người trẻ mới lớn, nó khát khao nhiều điều. Nó ước muốn có tài năng, sắc đẹp, vóc dáng, được ngưỡng mộ. Nó cũng thầm thán phục, ngưỡng mộ, hay có khi ngược lại, ghen ghét những người có điều mà nó mong ước. Tuy nhiên, nó chỉ quý mến và thích những người nào tế nhị, biết yêu thương người khác. Tận sâu trong lòng người, có người khao khát được yêu thương. Chỉ có yêu thương mới làm cho người ta hạnh phúc. Phải sống với những người giỏi giang, khỏe mạnh, có sắc đẹp, tài năng, địa vị mà lại ích kỷ, chắc khó chịu lắm. Con đường trỗi vượt hơn cả, đó là con đường yêu thương. Yêu thương làm con người thành người, và là cách duy nhất để làm hài lòng, đấng dựng nên chất người nơi mọi người.